nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Con này à? Đánh một phát thôi. Nhà thanh liên ra bảo mình giúp nhiệm vụ ấy. Sao đánh một cái? Từ từ. Rồi. Một cái. Anh nhìn anh đi kìa. Xong ok. Bye. Không có gì. Nó vào nó nhờ mình đánh cho con quái mới tải. Được rồi. Ok và hello xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Nói mình vừa giúp một thanh niên chơi game làm nhiệm vụ con boss này mà. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là đi mở cáp su vàng nha anh em. Thì hiện tại đây là một cái link của bạn Binh VIP 54 54 đấy, ở trên YouTube có một kênh YouTube là Binh VIP 54. Thì bạn hãy cho mình mượn một cái link này để mình có thể đi lấy cáp su vàng để mở. Thì mình đâu cũng chưa có làm một clip mở cáp su vàng bao giờ đúng không anh em. Thì hôm nay mình sẽ tiện thể đây thì mình sẽ đi làm luôn. Thì cáp su vàng này ở đâu? Thì đó là bạn ấy đi BK lên server và bạn ấy thắng win được, bạn được phần thưởng. Và bây giờ mình sẽ đi nhận nha anh em. Thì viên cáp su vàng này ở đâu thì mình cũng vừa hỏi rồi. Mình lâu quay lại chơi game thì bây giờ mình nhớ là nó ở trên nhận ở đâu nhỉ? Để xem nào. Rừng Karin này. Lên trên tháp gặp thằng Quick đúng không? Mình chả nhớ nữa. Bây giờ mình thử lên là biết ngay. Bảo Mộng ơi. Hello Bảo Mộng. Bảo Mộng một nhân vật cho anh em ngọc. Tuyệt vời. Rất yêu Bảo Mộng. Đây là phiên bản giảm cầu huỳnh nên ra là không thấy ấy. Tiếp theo lên thần điện này. Trên thần vũ trụ đúng không anh em này? Hình như là vậy. Để mình lên nào. Tiếp theo là mình gặp thượng đế. Yes. Lâu lắm rồi mình không lên đây. Khá là lâu. Kaio à? Đến Kaio mới chứ. Đến Kaio. Kaio là thần vũ trụ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, dưới đây em phải dưới đây nhỉ. Đây. Đây là ông rồi. Đâu rồi? Sao không chưa? Rồi, ok. Đây thì mình sẽ nhận thưởng luôn. Đây là phần thưởng của võ đài liên vũ trụ. Thì cáp su vàng một phiếu giảm giá. Wow, ngon chưa? Cáp su vàng phẩy phiếu giảm giá. Hình như là hai cái chứ không phải là một cái. Tuyệt vời luôn, ngon, mình sẽ nhận nhá. À, nhận hai cái luôn anh em ạ. Mình cứ nghĩ là nó một trong hai hoặc là nhận hai cái luôn. Thì BK lên server hơi khó anh em ạ. Đấy, đây cáp su vàng. Thì cáp su vàng mở ra được cái gì? Nó mở ra được cả trang vĩnh viễn, cả trang hai căn ngọc hay sao ấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà mình thử bây giờ mình sẽ đi mở nha anh em. Thì mở trên đây thì nó hơi ấy quá, để mình chat thế giới phát nào. Alo anh em. Đây mình thử chat xem dấu hiệu nào. Thì mình không phải dùng nick đẹp play của mình chat lên ra là chắc là anh em không biết đâu. Nhưng mà mình sẽ chat thế này. Mình bây giờ mình sẽ xuống một cái map quen thuộc của mình ở bên bên xe dài nha anh em. Mình sẽ qua đó để mình chat xem thế nào. Được một phiếu giảm giá khá là ngon. Có ngọc thì đi mua luôn, nhưng mà không có ngọc. Đâu rồi, về làng Kakarot. Rồi thì mình sẽ sang bên vách núi Kakarot. Đây map quen thuộc của mình đây, thì mình sẽ mở ở đây. Thanh niên nào đã di chuyển đây rồi đấy, nhìn kìa. Ở đây Binh VIP đây rồi anh em, Binh VIP đây. Đây thanh niên Binh VIP đây. Thì cũng có kênh YouTube luôn, là một YouTuber, nhưng mà một YouTuber không có tiếng, gọi là bình thường. Sau vụ này anh em qua ủng hộ được. Mình sẽ đổi khu đi. Chọn cái khu nào cho nó may mắn tí. 69 cho nó may mắn nhỉ. Đâu rồi, 69 đâu rồi. Đấy, 69 này.
Đây đây này. Vàng ngọc server 2 à. Con bot này không biết bot là bot hình như bot này là của con bot này là hình như là của bên mình hay sao nhỉ? Bot này như là của dịch vụ chấm mi sao nhỉ? Mình không nhớ lắm. Con bot này này. Con bot mua vàng ngọc. Chịu, ok không quan tâm đi. Thì bây giờ mình sẽ mà anh em là có nhu cầu mua vàng mua ngọc thì có thể lên dịch vụ chấm mi nhá. Mình không quan tâm đâu. Chấm set HP. Đủ. Tết à? Tết à? Mày thi Tết à? Đủ. Cái chiêu của người 5 make thì nó hơi ấy nhỉ anh em nhỉ. Đấm liên hoàn này này. Thôi mà kệ đi, không quan tâm đâu. Bây giờ mình sẽ mở capsule đi. À, thanh niên thì ra phá đám quá. Mình nhớ ra người ta mở capsule. Có muốn mở capsule không? Auto spam mà. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở capsule xem được cả trang gì nha anh em. Lần đầu mình mở capsule. Bây giờ mình sẽ chụp một bức ảnh lại. Đấy, mình chụp lại để lấy làm cái ảnh thú nhỏ mà. Bây giờ mình sẽ sử dụng mà. Ôi la quá. Ôi dồi ngon. Được một cái cải trang ở dơ là mất HP mọi người. Thanh niên nhỏ chưa? Được cải trang ở dơ nhá. Cải trang ở dơ. Đúng không anh em? Cải trang ở dơ là hai căn ngọc đúng không? Mình chả nhớ nữa. Có phải vậy không nhỉ? Cải trang ở dơ lại cũng phê mà anh em. Nhiều thanh niên mặc cải trang ở dơ này vào đi phá các kiểu, đứng bên cạnh mày giết tao, tao sẽ hồi sinh tối ngọc của mày thôi, thằng mất dạy. Được rồi, để mình xem nào. Rất nhiều thằng rất nhiều anh em chat này. CCVV cờ bán bí trời đụ. Được rồi, thì mình đã vừa xong mở một cái clip mà capsule đặc biệt. Ở đây còn một cái phiếu giảm giá thì chủ lịch thì không có gọi là điều kiện để xúc thêm một cái trang bên shop nữa. Thì mình để phiếu giảm giá đây. Hay mình vứt phiếu giảm giá cho thanh niên này. Cho thanh niên chừa. Dám spam quảng cáo. Đẹp play hơi bị đẹp dài đấy, đừng có bảo xấu dài. Ok fine. Thanh niên spam ghê vãi. Mình sẽ đổi khung. Thanh niên quảng cáo kênh à? Mình đã BR một tí cho rồi vẫn còn quảng cáo à? Trời, thật là thất vọng, quá thất vọng. Thanh niên quá thất vọng. Để mình chắc xem đúng phải là cả trang 2K ngọc không thì mình thử qua bên đảo Kame xem thế nào. Mình chả biết nữa. Ngày trước ra sự kiện ở dơ thì mình có lướt qua xem, mình cũng chả có tiền để đầu tư mua cả ở dơ ra, mình cũng chả biết nó là bao nhiêu căn ngọc nữa. Mình thử qua xem thế nào, lâu lâu qua xem thế nào. Sự kiện thì mình mới qua đảo Kame thôi, còn không có sự kiện thì mình chả qua đảo Kame mấy đâu. À có, qua để update, đúng rồi, mình ngu quá. Satan à? Cửa hàng à? Đâu ta? Đúng rồi, cả trang ở dơ là hai căn ngọc thật. Chuẩn luôn. Khá là ngon. Nhưng mà để đi ô thanh niên hack à? Vãi. Nhưng mà để được cái capsule này kiếm khó anh em ạ. Đi BK liên server đập thằng này đập thằng kia mãi mới được ấy, chứ phải đùa đâu. Thôi thì video mình sẽ dừng tại đây và cảm ơn anh em đã xem. Và cũng như là mình cảm ơn luôn thanh niên binh VIP 54 đã cho mình mượn cái link này để mở capsule vàng và coi như một trải nghiệm mới. Vì mình chưa có cái gì gọi điều kiện để mở capsule vàng cả. Mình nhớ ngày xưa mình có mở capsule vàng không ta? Chắc không có hay sao ấy. Thôi, kệ đi. Thì ok, video mình sẽ dừng tại đây. Và nếu anh em thấy video hay để lại cho mình một like và một subscribe. Và đừng cũng như là hãy comment ý kiến phía dưới của anh em là anh em đã có bao giờ thử mở capsule vàng chưa? Thì anh em mở được cả trang gì? Thì mình lần đây cũng gọi như là lần đầu của mình đi. Lần đầu mình mở được cả trang ở dơ. Khá là ngon. Rồi, bye bye anh em và hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo.